Alo em, đây anh chưa cái bài tập này của em nhé Cái bài này thì vẫn chưa được ổn lắm Thứ nhất là bây giờ nói về cái việc mà em không thể hack được các cái phần này Thì hack thì anh nghĩ là nó cũng không có gì là khó cả đây, các cái phần này nhé Ví dụ cho em một cái, cái này là cái đơn giản nhất này đây, Ví dụ như cái này là đơn giản nhất à, Thì những cái thành phần mình cần hack này Thứ nhất là thường thì mình sẽ phải tách các cái phần tab đầu giường này ra Đấy, tách riêng giường ra Thì khi em sắp xếp rất là thoải mái Mình có thể xếp giường một bên tab hoặc hai bên tab Đấy thì tùy mình Đúng không Còn quá trình hack một đối tượng như này Thì nó cũng có gì là khó thật Đây ví dụ như em có một cái đường này Thì em chọn kiểu này Cái này ở trong cái Các cái bài trước anh đã từng nói rồi Đúng không Mình có thể mình chỉ định này Chọn solid này Sau đó thì chọn màu này Chọn màu thì uh, Có thể chọn màu 253 để là theo thói quen của anh nhé Còn lại thì em có thể chọn Theo kiểu của em Chưa Layer không, Màu Đấy, trong trường hợp mà nó bị phủ lên trên đối tượng thì mình có thể chuyển nó xuống dưới thế là xong tiếp theo đến những cái phần khác thì mình cũng có thể làm tương tự như thế đây Đấy, đây là cái đơn giản này Đấy, thì tất cả những cái phần một lốc mà em có dùng giường Ví dụ như ở đây thì em đang không sử dụng ví dụ như đây giường này hai thằng này kích thước bằng nhau thì chả có cớ gì mình lại không dùng cùng với nhau cả Đấy chưa Bây giờ tiếp tục được những cái đối tượng nó khó hơn ví dụ như cái ghế này đi đây cái ghế này nó khó hơn này đấy nhá một đối tượng ghế này thế thì mình có mấy kiểu thứ nhất là mình hách từng thành phần này cũng được đấy ví dụ như nó có các cái phần như thế này rồi thì nó rất là dễ đấy anh cũng vẫn làm tương tự thôi anh có thể quét cả cụm này để làm đấy thì đây là xong này tiếp theo là phần bàn thấy chưa thì anh thấy nó chả có vấn đề gì về cái, cái cái mức độ khó cả thế bây giờ thêm cái sofa này của em Đấy coi như là anh đã hướng dẫn từng tận rồi Thì cái sofa này của em thì hiện tại nó đang là có block trong block này Bây giờ giả sử như anh x nó ra nhé Mà anh hack cái phần này Thì những cái phần này của em nó cũng dễ Bởi vì là nó đã là những cái đường kín như này rồi Thì hack không có gì là khó luôn Đấy Trừ trường hợp bây giờ mình muốn là nó có một cái đường phủ kín cả cái phần này Thì rất dễ mình có thể làm theo cách là đánh lệnh BO Để mình tạo ra một cái đường như thế Đấy một cái đường như này thì đơn giản là anh sẽ đẩy nó sang đây đấy thế là xong có một cái đường như này gì? toàn bộ hệ này thì rõ ràng là mình sẽ để là layer không đấy thì bây giờ muốn hack cho cái sofa chẳng hạn chọn cái đường này vậy là xong đấy thì cái phần này mình lại chuyển nó xuống dưới xuống dưới cùng để tất cả những cái đường nét này nó hiện lên trên Thấy chưa còn các cái phần khác thì sao cũng tương tự như thế đấy ví dụ như thế này có thể hách riêng hoặc hách chung thì tùy cái phần như thế này thì mình nên vẽ một cái đấy tăng kín thì mình có thể roi nó lại này và cũng hách cho nó đấy ví dụ như các cái phần bên này thì nó là những đường kín thì nó sẽ dễ làm việc hơn dùng lệnh roi để roi nó lại kiểm tra xem ok chưa sau đó thì hách nó đấy cực kỳ đơn giản kể cả những cái đường bên này đấy ví dụ như đường bên này anh sẽ chọn cả hệ này xong anh hách nó lại này Thế có gì là khó đâu Nhỉ yeah. Đấy Cực kỳ đơn giản cho cả hệ Đây nhìn thế này Các cái vị trí khác thì cũng tương tự như thế thôi Cứ thế mà làm thì cả cái bản vẽ này của em nó sẽ ngon lành Tất nhiên là khi anh làm Khi làm thì em phải chú ý Là cái bài blog mình đã học rồi Ví dụ như các cái phần đối tượng giường này nó giống hệt nhau này Đấy Thì tại sao mình không dùng một blog Đúng không Thằng này với thằng này giống nhau thì tại sao mình không dùng một blog dùng một lớp giường riêng, dùng một lớp táp riêng, thì mình có thể sắp xếp được một cách thoải mái hơn về cái việc là một bên táp hoặc hai bên táp. Ví dụ như hai bên táp như này, thì hai đối tượng giường này giống nhau. Đấy, thì bên này nó lại là một bên táp, thì bây giờ mình lại lại làm một bên táp thế thôi. Đấy, các cái vị trí này, các cái đối tượng này cũng thế. Bây giờ khi mà em đã làm nhé, ở đây mình chọn là layer không rồi, thì ở phía trong này, này này, đấy phần hack này rất cũng rất là kinh luôn ấy. Đấy mình chọn màu cho nó Rất là nhiều cái phần hack kinh Rồi chuyển nó xuống dưới này Đấy Thì cái phần này của em nó lại ngon lành trở lại thôi Đúng không? Hoặc là em có thể chọn kiểu như này Đấy chọn toàn bộ hack này Trong trường hợp mà mình khó lựa chọn Thì đây mình có thể chọn màu này Đấy Thấy chưa Nó vô cùng dễ dàng luôn Đấy thì những đối tượng này nó mới đạt được cái tiêu chuẩn như thế Đấy Được chưa Đấy là cách làm nói thêm về cho em về cái phần hack đấy thì những cái đối tượng này nó cũng tự nhảy theo này bây giờ đến cái phần trần của em này đây là bài chính thế thì anh đã nói về cái việc là mình mình làm ví dụ như ở cái nền nội thất này nhá sau khi em làm trần xong thì em nên xóa nó đi bởi vì nếu mà in như thế này thì em có nhìn thấy gì không đến xem còn chả nhìn thấy gì đây này phải tưởng tượng các cái phần trần này đi như nào và cái phần bố trí phòng này của em ấy nó không hẳn là như thế này Ví dụ như đây nó sẽ đang có ba không gian này, một không gian khu bếp, một không gian khu ăn và một không gian là khu phòng khách. Thế bây giờ em làm một cả một cái dẻo như thế này nó như là một cái sảnh luôn. Thì nó lại trở nên không ổn nhá. Không nhất định là em cứ phải làm giật cấp trần có khe hắt như anh đã hướng dẫn. Ở đây anh nói ra về tất cả những cái phần cấu tạo, ví dụ như nếu mà làm khe hắt thì như thế nào, nếu mà làm giật cấp trần như thế nào và nếu làm trần phẳng thì mình kiểu gì. Đúng không? Rồi khi mà mình, mình làm các cái phần này thì mình chia không gian kiểu gì Tất nhiên là nếu mà em không trong chuyên ngành ấy Thì nó sẽ hơi bị khó Để với mức độ tưởng tượng Ở đây thì anh sẽ đánh giá Thôi thì dựa trên cái mà em Em làm và triển khai thôi Chứ còn bây giờ nếu mà anh Tức là nếu mà nói sâu hơn về cái việc là mình phải sáng tạo và thiết kế Thì lúc đấy Nó sẽ làm hơi bị Nó sẽ làm em hơi bị khó Đúng không? Thế thì bây giờ những cái vấn đề em đã làm rồi nhá. Thứ nhất là tất cả những cái phần này đây này, những cái đồ nội thất này sau khi mình làm xong rồi thì mình sẽ phải bỏ nó đi. Được chưa? Xóa nó đi để mình chỉ tập trung vào trần thôi. Đây, đấy thì tất cả phần trần của em nó đã hiện rất là rõ. Tiếp theo đấy là mặt cắt. Thì khi mà em làm nhé bên này thì ok này, đúng này. Mặt dựng ở bên trong. Phần khai hát ở bên ngoài nó có đây là một cái mặt cắt sơ bộ luôn đấy. đấy. một cái mặt cắt ở bên ngoài đây mặt dựng này. Sau này thì các cái phần này nó sẽ có cái đèn ở đây, mình sẽ lắp cái đèn ở đây và nó sẽ tỏa sáng ở phần phía trên này, hiểu chưa? Đấy, thì cái này là đúng, nhưng cái này của em thì nó lại bị ngược. Đấy, mình cóp thì mình phải đúng vị trí nhá, chứ không phải là mình cứ đưa đấy. Bên này thì đúng. Còn nếu mà em muốn nó là bên kia thì nó phải như thế này. Nó chạy xung quanh mà, thì cái phần này là mặt dựng này, đây là cái hoàn hoàn thiện của em này. Còn đây là cái phần đã được giấu, tức là cái mặt mặt dựng ở bên trong của trần, hiểu chưa? Đấy. Thì phải hiểu cái đoạn này nó như thế nhá. Rồi xong. Các vị trí khác, cái này thì anh nghĩ là em nên phân tách nó ra. Ví dụ như cả cái hành lang này của em nên để nó là cái chân phẳng này đấy, thì chỗ này mình có thể là mình đưa đi chân phẳng này sau đó thì cái khu vực này có thể giật cốt lên một chút nhá đi vào trong khu vực trong này có thể giật cốt lên một chút thì cái cốt chỗ vị trí này của em nó sẽ hơi khác đi một tí này chẳng hạn đấy, đây là một cái cốt nhá đây là một cốt thấp hơn này sau đó thì để nó phù hợp với cái khu bếp này sau đó vào khu ăn thì mình để rộng ra em có thể để giật cũng được đấy là tùy em hoặc là để phẳng sau đó thì vào khu phòng khách này mình mới trang trí, giật cấp để mình làm cho nó đẹp hơn. Đấy, thì này nó sẽ ổn hơn về không gian. Đấy nói thêm cho em như thế. Còn lại thì tất nhiên em làm nó không bị sai, nhưng mà về thẩm mỹ thì người ta cũng không bao giờ người ta làm như này, trừ những cái khu vực sảnh, tức là sảnh rất là dài, rất là rộng, người ta đi như này thì sau đó người ta để những cái phần đèn để cho nó đẹp. Thấy chưa? Đấy, thì hiểu là như thế nhá. Đấy thì bây giờ ở đây của em còn một thiếu một cái nữa này mà cắt một một cũng không nên để như này nhá thì mình phải để đúng vị trí chứ tại sao mình lại để nếu mà em có một ý để ở đây thì đây là vị trí đấy. từ một một này tự nhiên lại để trống không ở giữa không gian của số để như thế ở đây của em còn thiếu một cái nữa đấy là kích thước đúng không em phải xác định được cái vị trí cái vị trí của cái trần này nó ở đâu đây ví dụ như anh đi như này thì mình mới biết là à, cái phần hoàn thiện của tôi là cách tường là khoảng 700 này Đấy, các vị trí khác cũng tương tự như thế. Thấy không? Bây giờ ví dụ như là anh đi ở các khu vực như này. Đấy, anh đi ở khu vực như này. Đấy, thì nhìn thế này thì thợ người ta mới biết được người ta làm chứ. Đúng không? Ngoài ra còn có các vị trí khe rèm nữa. Cái vị trí khe rèm, nếu mà có rèm sát trần thì nên làm các vị trí khe rèm. Để mình có thể, đây, khe rèm này. Đấy, thì lúc mà có khe rèm thì nó sẽ có thêm một cái dợ, cốt giật ở chỗ vị trí này nữa. Nhá, rồi Đấy thì bây giờ em hoàn thiện nó Ẩn toàn bộ xóa toàn bộ những cái phần nền ở phía dưới đi Sau đó thì đi các cái phần thành phần như thế này vào Tất nhiên là nó phải đúng Nó phải đúng theo cái tỷ lệ mà em đã sử dụng ở trên Đấy phần đi để đổ quạch Rồi cái bên này thì bỏ đi Bởi vì nó có ghi chú gì nữa đâu Đúng không Nó chỉ ghi chú duy nhất ở phần trên này Đã xong rồi Đấy, phần dưới này em muốn để thì để còn lại cái thằng này thì không có nhé yeah.